tiết học của cô Jensi rất vui. Chúng con được chơi các trò chơi và nhảy múa nữa. Cô Jensi bảo tiếng Anh ở quanh ta. Thật vậy, chỉ ra vừa một chút thôi là chúng con học được bao nhiêu từ mới. Con sẽ mang khu vui chơi của lớp về nhà, nó giống y như là ở Disney World. À, mà con mang thêm cả bạn Bảo Minh về nữa. Con với bạn ấy chơi từ hồi học online. Con với bạn ấy đã đi khắp nơi trong trường. Con thích nhất là bóng rổ, thế nên được mang thì con sẽ mang cả sân bóng rổ về nhà. Nhưng mà không có các bạn thì cũng chán. Thôi, con mang giờ toán về vậy. Giờ toán lúc nào cũng được chơi đợi để cùng chơi. Giờ toán vui ơi là vui. Olympia mong rằng thứ mà các con mang về sau mỗi buổi học là đầy ắp những thân thương, vui vẻ và hạnh phúc của một ngày học tập ở trường. Những điều tuyệt vời trong năm lớp 1 vừa qua sẽ theo các con trong suốt mùa hè rực rỡ này.